crying. Loài hoa mang sắc màu thần thoại và bí ẩn, không rực rỡ và nổi bật như những loài hoa khác, không ồn ào khi xuất hiện. Loài hoa này tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng. Hoa hồng đen luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần, loài hoa tượng trưng cho những đam mê và khát vọng. Sự tích hoa hồng đen. Chuyện kể rằng, trong nơi xa xôi tận cùng của vùng đất có vị thần Elakos, nữ thần của bóng tối. Nàng là người sống một mình, cô đơn trong màu đen của bóng đêm. Vào một ngày nọ, trong lúc du ngoạn, thần Apollo, thần ánh sáng, đã tình cờ gặp được Elakos. Chàng đã yêu ngay sự trầm lặng, cô độc của nàng. Trước khi đi, thần Apollo trao cho nàng một bông hồng màu trắng, tượng trưng cho ánh sáng. Một ngày, hai ngày, một tháng, rồi một năm, thời gian cứ trôi mãi. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi nàng đang ngồi ngắm những cánh hoa trắng, thì thần gió ghé thăm. Thần gió kể cho nàng nghe về việc gặp thần ánh sáng đang vui đùa bên nữ thần sắc đẹp. Thần Elakos không tin vào tai mình nữa. Ngày hôm sau, nàng đi khắp nơi tìm kiếm. Nàng dừng lại trước một vườn hoa hồng màu đỏ, vùng đất của nữ thần sắc đẹp. Thần ánh sáng đang vui đùa bên thần sắc đẹp Aphrodite. Nàng bỏ đi, bông hoa hồng trắng nàng cầm trên tay bỗng nhuộm đỏ một màu máu. Xung quanh nàng, một vùng tối đen kịt phủ vây rồi lan sang cả thần ánh sáng. Thần ánh sáng biến mất dần vào trong bóng đêm. Sau đó, làn khói đen tan dần, thần Apollo tan biến mất và bông hoa trên tay thần Elakos cũng chuyển sang một màu đen huyền bí. Thần Elakos sau đó trở về vùng đất của mình, sống mãi trong vùng tăm tối, trong màu đen của chết chóc và mãi mãi không yêu một ai nữa. Về sau, ở vùng đất thánh tồn tại hai ý nghĩa về hoa hồng đen. Một là tình yêu đã chết và hai là tình yêu bất diệt. Ý nghĩa của hoa hồng đen. Một, nỗi buồn và sự chia ly. Đôi khi, bạn sẽ thấy một bông hoa hồng đen đơn được gửi bởi một người để lại cho một cuộc chiến tranh hoặc trước khi thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm, mà từ đó không mong đợi để trở về an toàn. Chính vì vậy, một trong những ý nghĩa của loài hoa này là tượng trưng cho nỗi buồn và chia ly. 2. Tái sinh và trẻ hóa. Cái chết không phải là ý nghĩa duy nhất gắn liền với hoa hồng đen. Trong thực tế, hoa hồng đen có thể có ý nghĩa là một khởi đầu mới và tái sinh. Nó có thể đại diện cho cái chết của thói quen cũ, kết thúc của một thời kỳ hoặc kinh nghiệm có thể mở đường mới cho một khởi đầu mới. 3. Bi kịch tình yêu. Một bông hồng đen cũng được biết đến như kết thúc của một cái gì đó, có thể là một mối quan hệ, một ý tưởng hoặc một sự nghiệp. Vì vậy, khi được gửi đến ai đó một bông hồng đen duy nhất, điều đó có thể tượng trưng cho việc kết thúc của mối quan hệ. 4. Trả thù và hận thù. Hoa hồng màu đen cũng là một biểu tượng của sự hận thù và trả thù. Khi gửi đến kẻ thù, nó là đại diện của cảm giác hận thù và một lời cảnh báo cho những tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra cho người nhận. 5. Thể hiện sự sùng kính, mù quáng. Bên cạnh đó, hoa hồng đen còn là biểu tượng của sự tận tâm, sùng kính, mù quáng. Dưới thời Trung Cổ, những hiệp sĩ sở hữu thanh kiếm có hình hoa hồng đen đã chiến đấu đòi công bằng. Họ sẵn sàng chết vì tình yêu. Do đó, các hiệp sĩ đã bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình. Ngày nay, hoa hồng đen còn được dùng để ám chỉ một tình yêu không hoàn, hay nói cách khác là mù quáng. 6. Kháng chiến và can đảm. Ireland là những người sử dụng hoa hồng màu đen để tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự kháng cự trong cuộc kháng chiến của họ chống lại người Anh. Bài hát The Little Black Rose viết vào thế kỷ 16 là một trong các bài hát chính trị nổi tiếng. Ireland đã sử dụng để tượng trưng cho lòng dũng cảm của họ, hoa hồng đen trong những tiểu thuyết viễn tưởng. Trong văn học hiện đại, hoa hồng màu đen được sử dụng để phản ánh điều ác. Trong tiểu thuyết, ma cà rồng thường được hiển thị cho tình yêu đen. Như trong loạt tiểu thuyết Nightwolf viết bởi L.G. Schmitthal, loài hoa này là biểu trưng được sử dụng cho sự hiện diện của ma cà rồng. Vì vậy, đối với một số, hoa cà rồng màu đen có thể là một hiện thân của tất cả mọi thứ tối tăm trong cuộc sống như cái chết và đau đớn. Trong khi đối với những người khác, nó lại đại diện cho một khởi đầu mới, sang trọng và tinh tế. Ý nghĩa của loại hoa độc đáo này do đó phụ thuộc vào người gửi cũng như người nhận. Vì vậy, tốt hơn hết,
Hãy để lại một lưu ý để giải thích lý do cụ thể mà bạn đang gửi một bông hoa hồng đen. Điều này sẽ giúp người nhận thấu hiểu ý nghĩa món quà của bạn. Còn một số chi tiết quan trọng khác bạn cần lưu ý. Hoa hồng đen trên thực tế chưa được tìm thấy ở bất kỳ đâu. Hiện tại, người ta chỉ có thể tìm thấy và lai tạo những giống hồng đỏ sậm, gần giống với màu đen như hoa hồng Hepatite, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các loại thực vật có hoa màu đen bất kể chi nào đều là rất hiếm. Lý do không có hoa màu đen trong tự nhiên rất đơn giản. Côn trùng giúp cây hoa thụ phấn không thể nhìn thấy màu đen. Vì vậy, đa phần các loài thực vật tạo ra màu sắc rực rỡ để thu hút côn trùng có thể nhìn thấy. Tuy vậy, các cửa hàng vẫn làm những bông hoa hồng đen giả để chiều theo những vị khách khó tính nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy để lại ý kiến bình luận của mình bên dưới nhé. Và đừng quên like cũng như theo dõi những video tiếp theo của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!